Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành, một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hiện giờ thì cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có trụ sở tại tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Và có hai số điện thoại để liên hệ, đó là số 0984754102 và số điện thoại liên hệ thứ hai sẽ là 0967615815. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại trên. Hiện giờ thì khi mà đặt lan, các bạn có thể là vui lòng gọi điện trực tiếp thì sẽ đặt lan được nhanh và thuận tiện hơn. Bởi vì nếu mà các bạn gửi tin nhắn ấy, thì thường là cái lưu lượng cuộc gọi trong ngày bên em rất là nhiều. Nên tin nhắn thì thường là bên em buổi tối mới có thể check được tin nhắn. Mà buổi tối khi check tin nhắn rồi đấy, thì các mặt hàng lan thông thường trong ngày bên em đã bán hết. Nên là cũng rất là khó để chốt đơn cho các bạn nhé. Nếu bạn nào mà đặt lan thì vui lòng liên hệ gọi điện trực tiếp giúp em. Hoặc là nếu mà để xem những mặt hàng lan mà cơ sở hôm nay bên em đang cập nhật hoặc là những ngày trước đấy, thì các bạn vào kênh YouTube gõ hẳn chữ Lan Rừng Ngọc Bền đầy đủ có dấu cũng như là có cách đầy đủ thì sẽ hiển thị ngay cái kênh Lan Rừng của bên em. Ngày nào bên em cũng có cập nhật video clip của ngày đó và giới thiệu cũng như là báo giá mặt hàng lan trong ngày đó luôn. Và hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2019, em Quốc Duy xin phép được giới thiệu cũng như là báo giá tất cả những mặt hàng lan rừng mà cơ sở Ngọc Bền hôm nay đang có ạ. Trước màn hình của các bạn hiện giờ là mặt hàng lan dáng hương đuôi cáo nhé. Dáng hương đuôi cáo là một trong những loại lan mà sẽ cho hoa vào mùa hè khoảng tầm tháng 5 đến tháng 6. Hiện giờ ở đây em có một lô dáng hương đuôi cáo hàng tầm trung và to nhé. Em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1kg. Hiện giờ 1 cân thì sẽ có khoảng tầm 5 đến 8 đầu cây nhé các bạn. Đây là lô dáng hương đuôi cáo của ngày hôm nay đấy ạ, 12 tháng 4 năm 2019. Bắt đầu vào mùa hoa nên là cũng có lác đác những cây mà có những cần nụ. Còn hiện giờ cái lô này thì em kiểm tra là cũng chưa có cần nụ lên nhé các bạn. Sắp tới trong thời gian tới chắc chắn là nó sẽ lên để bắt đầu vào mùa hoa của những loại lan nở hè rồi các bạn ạ. Và dáng hương đuôi cáo là một trong những loại lan mà sẽ nở rộ nhất vào khoảng tầm tháng 5 cho đến tháng 6 ạ. Tiếp đến bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc ạ. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc hiện giờ đây là lô hàng tầm trung nhé, cũng không phải là hàng đẹp. Hiện giờ thì em sẽ bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Đây là dáng hương Tam Bảo Sắc nhé các bạn. Dáng hương Tam Bảo Sắc này hiện giờ bên em chủ động để khô chứ không tưới nước các bạn ạ. Bởi vì khi tưới nước vào rồi thì sẽ làm nặng cân, gửi đi không lợi ký cho khách hàng. Và thứ hai nữa là gửi đi mà lá bị ướt thì sẽ xảy ra cái tình trạng mà bị hỏng lá rất là nhanh. Nên là hiện giờ khi mà các bạn nhận được lan thì các bạn sẽ được rất là lợi về các đầu cây, bởi vì hàng đã rất là khô rồi. Và lấy về mình có thể là xử lý bằng cách là ngâm chế phẩm Hùng Nguyễn hoặc là B1 khoảng tầm 1 tiếng như thế này, sau đó thì treo ngược lên khoảng 3 ngày là các bạn có thể ghép. Và trong quá trình mình ghép lan, mình có thể thường khoảng 3 đến 4 ngày lại phun Hùng Nguyễn một lần. Thì trong cỡ vòng khoảng tầm 2 tuần cho đến 3 tuần thôi ạ, thì cây sẽ lấy lại cái vóc dáng ban đầu của cây, của lá này luôn nhé các bạn. Sẽ không còn là khô nhảy nữa đâu, sẽ tươi đẹp luôn đấy ạ. Em nhắc lại là dáng hương Tam Bảo Sắc thì bên em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên cạnh đây em giới thiệu tiếp một dòng dáng hương nữa, đó là dáng hương Miệng Kín Hai Thùy. Một trong những loại lan rất đáng để sưu tầm vào trong vườn các bạn. Dáng hương Miệng Kín Hai Thùy thì hiện giờ nếu mà em cầm ở đây mà cạnh một cái cây đuôi cáo lá xếp thì chắc chắn là rất nhiều bạn sẽ nhầm nhé các bạn. Lá xếp rất là đẹp luôn, giống hệt như là đuôi cáo nhưng mà hoa thì sẽ khác. Hiện giờ dáng hương Miệng Kín Hai Thùy bên em bán với mức giá là 100.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến trên đây em xin phép được giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Kiều Vuông Lào nhé các bạn. Kiều Vuông Lào bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Kiều Vuông Lào thì hiện giờ có thể là sẽ khác với Kiều Vuông Việt Nam, có nghĩa là những loại Kiều Vuông ở từ trong miền Trung đấy. Hiện giờ cái thân này sẽ ngắn hơn nhưng mà cái thân lại to hơn nhé các bạn. Đặc điểm là như vậy, thân sẽ ngắn hơn một chút nhưng mà là cái thân rất là to, mập ú luôn nhé các bạn. Thân nào thân đấy luôn. Đây ạ, lô Kiều Vuông Lào của ngày hôm nay đấy ạ. Em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Nhất Điểm Hoàng ạ. Nhất Điểm Hoàng bên em bán với mức giá là 120.000 đồng cho 1kg ạ. Hiện giờ thì Nhất Điểm Hoàng đã qua mùa hoa và xuống hoa khá là nhiều rồi. Chỉ còn lác đác lại một số bông mà nở muộn thì sẽ còn có thể đây để em quay cho các bạn biết mặt hoa của Nhất Điểm Hoàng nhé. Cánh trắng họng cam nhé, nhìn rất là đẹp luôn ạ. Và hoa sẽ nở ở đỉnh của những cái thân này và
chỉ thẳng ra luôn, nên là giờ sẽ có tên gọi là nhất điểm hoàng đấy ạ. Mùi cũng là thơm nha các bạn, nhất điểm hoàng đấy ạ. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan mười tua. Lan mười tua bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg. Chỗ mười tua này cũng không còn nhiều nha các bạn. Hiện giờ thì mười tua vẫn chưa đến mùa hoa đâu, và lá còn rất là xanh mướt luôn đấy ạ. Từng bó của mười tua ngày hôm nay đấy ạ, rất xanh và mượt luôn. 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến trên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân hiện giờ đã qua mùa hoa và xuống lá rất là nhiều ạ, nên là em bán với mức giá hàng giống 100.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ thì những cái thân đây không còn một chút lá nào hết, nhưng mà mầm gốc lên rất là tốt luôn rồi đấy ạ. Chi chít mầm gốc nhé các bạn, một mầm, hai mầm, những cái chỗ xanh xanh ở đây toàn là mầm gốc hết đây ạ. Đây là một cái khóm nhỏ thôi ạ, còn bên cạnh đây thì có những cái khóm to hơn. Đây, mầm gốc cũng bắt đầu lên rất là nhiều rồi. Đây, em quay mầm gốc cho các bạn luôn. Rất thích hợp để các bạn lấy về và thuần cây cũng như là chơi hoa vào mùa sau. Bên em cũng đang để rất là khô ráo luôn rồi nhé các bạn. Lấy về cũng rất là lợi kg luôn đấy ạ. Tiếp đến bên đây, một mặt hàng lan nữa mà em bán theo giá hàng giống. Đó là mặt hàng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Hiện giờ đã qua mùa hoa rồi, và thứ hai nữa là cây cũng xuống sắc rất là nhiều. Rất là nhẹ và khô luôn ạ, rất lợi đầu cây ạ. 180.000 đồng cho 1 kg kim điệp thơm hàng giống ạ. Bên cạnh kim điệp thơm, em giới thiệu tiếp đó là mặt hàng lan kiếm đỏ Cao Bằng nhé. Kiếm đỏ Cao Bằng thì hiện giờ cũng là một trong những loại lan mà cho bông vào mùa hè, có bông màu đỏ và cái cần hoa rất là cao ạ. Các bạn mua về và hiện giờ mình sẽ chăm và thuần thì cũng được chơi hoa vào trong những tháng hè tới luôn đấy ạ. Em bán kiếm đỏ Cao Bằng với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh kiếm đỏ Cao Bằng sẽ là mặt hàng lan Hoàng Phi Hạc ạ. Hoàng Phi Hạc phiên hôm nay em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Hoàng Phi Hạc thì là một trong những dòng lan mà cũng rất là dễ thuần luôn nhé các bạn. Rất là dễ trồng và dễ thuần luôn. Bạn nào mà không thuần được Hoàng Phi Hạc thì chắc là không thuần được bất cứ loại lan nào luôn ạ. Bởi vì cái loại này thì trồng vào đâu cũng sống, buộc vào đâu cũng sống luôn nhé các bạn. Miễn là không trồng vào cây đu đủ hay là cây chuối thì chắc chắn là nó sẽ chết rồi, nó không có chỗ bám rồi. Còn các loại cây khác được có thể buộc được. 200.000 đồng cho 1 kg Hoàng Phi Hạc nhé các bạn. Cũng đã qua mùa hoa rồi nhưng mà cái lô hàng này thì xuống lá rất ít luôn. Lá còn rất là nhiều. Rất đẹp luôn ạ. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan kim điệp xuân thì giới thiệu rồi này. Trên này thì bên đây kiều vàng đi. Em giới thiệu từ kiều vàng đi nha các bạn. Kiều vàng hay trong miền Nam các bạn gọi là thủy tiên vàng đấy ạ. Thủy tiên vàng thì đang chuẩn bị vào mùa hoa nhé. Hiện giờ thì lô này, em xem lô này thì các bạn khi nãy vừa hạ hàng xuống cũng chưa bỏ những cái bó này ra, nên là em cũng chưa kiểm tra được kỹ. Những cái mắt vàng này đấy ạ, những cái mắt vàng này chắc tới sẽ ra những cái nụ ra nhé các bạn. Đây những cái mắt này, nó sẽ ra hoa từ những mắt này. Bông có dạng chùm rất là đẹp, trắng vàng nhé. Thủy tiên vàng em bán với mức giá 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan ngọc thạch Lào ạ. Ngọc thạch Lào thân vàng rực luôn nhé các bạn. Thân thì sẽ mảnh hơn so với ngọc thạch Bắc. 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Ở trên đây thì em có một mặt hàng lan cũng thân cũng rất là vàng, vàng óng luôn nhé, ăn đủ nắng đấy ạ. Đây là mặt hàng lan hương rừng hay còn gọi là điện biên đông ạ. Điện biên đông hiện giờ đã qua mùa hoa rồi ạ. Bây giờ các bạn lấy về và chăm những mầm gốc để chơi hoa mùa sau giúp em. Đây, những cái mầm gốc cũng rất là nhiều. Hương rừng bên em bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1 kg. Bên cạnh hương rừng em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan ngọc thạch Bắc nhé. Ngọc thạch Bắc thì em cũng chia ra làm hai lô. Ngọc thạch Bắc thì thân nó nù và mập hơn so với ngọc thạch Lào, còn bông thì như nhau nhé các bạn, bông đều là ngọc thạch ba màu cả. Lô thứ nhất em giới thiệu đây là ngọc thạch Bắc hàng giống. Hàng giống vì cái thân hoa nó ngắn dưới 20 cm nên em cho hàng giống thôi ạ. Còn mầm gốc thì nảy như nhau luôn, sức sống rất là mãnh liệt luôn. Hàng rừng thì cái sức sống của nó thì đảm bảo với các bạn là lấy về chăm và thuần rất là dễ rồi. Đây là ngọc thạch Bắc hàng giống, em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh ngọc thạch Bắc hàng giống thì đây là lô ngọc thạch Bắc hàng đẹp đẹp, dài đều đẹp nhé các bạn. Ngọc thạch Bắc hàng đẹp em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp là mặt hàng lan Long Tu Xuân. Long Tu Xuân hàng dài, thân hoa dài trên 20 cm. Hàng đẹp em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1 kg ạ. Mầm gốc lên chi chít rất là cao rồi các bạn. Mập ú luôn ạ. Rất là khỏe.
Bên cạnh đây là mặt hàng lan Long Tu Xuân hàng giống ạ. Long Tu Xuân hàng giống bên em bán với mức giá là 240.000 đồng cho 1 kg nhé. Những thân hoa mà dưới 20 cm thì cũng cho hàng giống thôi, còn đảm bảo là không hề rộng gãy, rất là đều khô đều đẹp luôn nhé. 240.000 cho 1 kg Long Tu Xuân hàng giống ạ. Tiếp đến trên đây một mặt hàng lan mà cũng sẽ cho bông vào những tháng hè sắp tới, có thể là trong khoảng đến tháng 5 sẽ nở rộ nhất. Đây là mặt hàng lan trầm vàng ạ. Trầm vàng bên em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ những mầm nụ của trầm vàng đang lên rất là chi chít, rất là nhiều rồi nha các bạn. Các bạn mua trong khoảng thời gian này là hợp lý nhất, bởi vì là nếu mà trong khoảng thời gian tới đấy, những cái nụ hoa mà lên quá cao, khi mà bên em gửi đi cho các bạn thì không thể đảm bảo cái nụ hoa có thể đến tay được các bạn, bởi vì rất dễ xảy ra tình trạng là bong mất nụ hoa khi mà mình vận chuyển. 300.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Đây là lan trầm vàng ạ. Còn em giới thiệu tiếp bên đây sẽ là mặt hàng lan Vanda đấy ạ. Hiện giờ Vanda thì em có một cái rề mà mới được lấy từ Bảo Lạc Cao Bằng ra. Đây là rề rất là to và đẹp nhé các bạn. Những cái thân đây là những cái thân lá đấy ạ, rất là mượt và xanh luôn. Lá còn cả lá xếp nhé các bạn, những cái thân lá xếp rất là nhiều, lẫn cả lá lướt nhưng chủ yếu là lá xếp thôi. Rề này rất là đẹp luôn, những cái ngọn này đang xanh lên, xanh mượt lắm rồi. Đây em quay chi tiết cái rề Vanda này cho các bạn. Những ngọn lên này rất là đẹp luôn nhé. Mà hàng rừng mà lên được như này thì thực sự là em chưa thấy cái rề nào mà nó đẹp như rề này. Bởi vì là thông thường trong nhà vườn thì không nói, vì nhà vườn các bạn chăm sóc bằng những cái thuốc hay là các chất mà dưỡng cây ấy, thì những cái ngọn mà có thể lên mượt như này thôi. Còn hàng rừng như này thì quả thực là quá đẹp. Đây là một cái rề Vanda nguyên bản nha các bạn. Rề Vanda nguyên bản này bên em bán với mức giá là 2 triệu nhé. Em nhắc lại là 2 triệu đồng cho cái rề Vanda nguyên bản này. Ngọn rất là nhiều luôn. Đầu ngọn thì em cũng không đếm nữa vì là chi chít rồi. Hiện giờ Vanda thì cũng qua mùa hoa rồi. Các bạn lấy về và mình làm kiểng, bởi vì là Vanda thì mình không chỉ chơi hoa mà còn chơi từ rễ trở đi luôn ạ. Chơi từ rễ, từ lá luôn. Đây, những cái đây là những cái rễ non mới đang lên đây. Đây là một cái rễ, đây những cái rễ đang lên đây này. Còn đây thì nhìn rất giống một cái cần hoa các bạn ạ. Lên chưa cao nên em chưa khẳng định được luôn. Đây có thể cái cần hoa này còn nở muộn nữa cơ. Đây này, còn một cần hoa này luôn, đang lên, bắt đầu lên. Những cái rễ đầu rễ xanh mướt luôn ạ. Đầu rễ xanh mướt đang lên, thi nhau lên, chi chít trong này luôn. Rồi ạ, đây là chi tiết của rề Vanda ngày hôm nay nhé các bạn. 2 triệu đồng cho rề Vanda này luôn ạ. Bên cạnh rề Vanda thì em cũng giới thiệu tiếp là cái hàng kg, Vanda hương chanh hàng kg nhé. Vanda hương chanh hàng kg em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên em đã chủ động cắt bớt những cái thân dài đi rồi, nên là các bạn cũng rất được lợi đầu cây luôn. À đây, Vanda hương chanh lô này còn đang có cả cần hoa lên này. Lô này là nở muộn đấy, vẫn còn cần hoa lên đấy ạ. Một cần lác đác thôi nhé các bạn, bởi vì đã qua cái mùa hoa của Vanda rồi nên là cũng không thể đảm bảo là cái thân nào cũng có hoa cả. Đây là một cái bông mà nở cũng gọi là nở muộn đấy, nên hiện giờ còn mặt bông đây màu vàng nhé các bạn, vàng chanh ạ. 150.000 đồng cho 1 kg nhé, hàng kg. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1 kg nhé. Chỗ này cũng không còn nhiều ạ, bởi vì là hạc vĩ Lào thì thân nó rất là mảnh nhưng mà và nhẹ nữa nên là rất là lợi luôn, lợi đầu cây luôn. Hiện giờ thì hạc vĩ đã qua mùa hoa rồi, và thứ hai nữa là ở đây thì cái mầm gốc đang lên rất là nhiều luôn, lấy về các bạn sẽ thuần cây rất là tốt luôn ạ. 260.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc hàng giống 140.000 đồng cho 1 kg nhé. Đã hết mùa hoa và tỷ lệ xuống lá rất là nhiều rồi ạ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan đùi gà dẹt ạ. Lan đùi gà dẹt cũng như là đùi gà tròn thì hiện giờ là một trong những loại lan mà nở mùa xuân. Nên là những cái lan nở mùa xuân sau khi mà xuống hoa rồi đấy ạ, thì
cũng những cái thân cây sẽ xuống lá rất là nhiều. Nên là em bán xả luôn nhé, 150.000 đồng cho 1 kg. Lan đùi gà dẹt ạ. Đây là lan đùi gà dẹt ạ. Lá đã xuống gần như hết rồi nhé các bạn. Còn lan đùi gà tròn thì tỷ lệ xuống lá cũng rất là nhiều rồi. Nhà thân sẽ tròn và dài hơn rất là nhiều. Đùi gà tròn em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Cả đùi gà tròn và đùi gà dẹt hôm nay em đều bán với mức giá là xả hàng nhé các bạn. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Lạp ạ. Lan Hoàng Lạp 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Hoàng Lạp cũng như là Sơn Thủy Tiên hiện giờ cũng đang qua mùa hoa, nên là cũng lấy về để ghép cũng như là mình chơi thân rễ và chơi thân chơi lá nhé các bạn. Bên này em còn một chút cái đây có thể là khoảng 2 dề Sơn Thủy Tiên ạ. Em bán theo hàng kg luôn nhé, là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Nhìn cái một cái dề rất là to đây. Hai đúng, bên em còn có 2 dề to thôi các bạn ạ. Bán theo hàng cân luôn. 200.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây là dề thứ hai đây này. Bác nào lấy Sơn Thủy Tiên thì cứ bảo em ra cân và em sẽ báo giá luôn, tính giá theo hàng kg luôn ạ. Đây, Hoàng Lạp với Sơn Thủy Tiên nhìn rất là giống nhau luôn đúng không ạ? Cái lá của Sơn Thủy Tiên thì nó sẽ dày hơn một chút. Và cái thân của Hoàng Lạp thì nó sẽ vàng hơn. Còn là Sơn Thủy Tiên thì màu xanh hơn một chút. Còn phân biệt rõ nhất sẽ là hoa nhé các bạn. Hoa của Sơn Thủy Tiên hiện giờ nếu bạn nào mà trồng ở trên nhà vườn thì có một số là vẫn đang nở rộ hoa, bông còn rất là đẹp luôn. Mới bắt đầu nở cách đây một tuần đấy. Cái cánh vàng và họng đen nâu. Còn là Hoàng Lạp thì là cánh vàng và họng vàng nhé. Phân biệt chuẩn nhất sẽ là vào mùa hoa các bạn ạ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Thái Bình ạ. Hoàng Thảo Thái Bình cây rất là to khủng luôn nhé. Dài luôn. Thân trắng đẹp luôn nhé các bạn. Hiện giờ thì sẽ trong thời gian tới Hoàng Thảo Thái Bình sẽ lên những cái mầm gốc từ những thân trắng này nhé các bạn. Cái trắng này nó không phải là bị khô đâu nhé, mà hiện giờ cái đây là cái đặc điểm của Hoàng Thảo Thái Bình khi xuống lá thôi. Nhìn như này là gọi là rất là đẹp rồi đấy ạ. Xuống hết lá luôn và trong thời gian tới cái mầm gốc lên rất là đẹp. Từ ngay những cái thân tơ, những cái thân già này nếu mà chưa lên vẫn lên luôn rồi. Từ mầm gốc từ đây nhé các bạn. Hoàng Thảo Thái Bình cũng rất là dễ thông thuần và dễ trồng thôi. Em bán mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan rừng mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hiện giờ mới cập nhật ạ. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại hotline mà em khi nãy vừa mới giới thiệu. Em cũng xin nhắc lại hai số hotline là 0984754102 và số thứ hai sẽ là 0967615815. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.